Để mua bản đắt tiền hơn. Cũng theo nhà phân tích Apple hàng đầu thế giới, nghịch lý đang xảy ra với iPhone 11 khi số đơn hàng đặt mua bản đắt tiền đã vượt quá bản rẻ hơn. Kuo cho biết iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max chiếm 55% trong tổng số đơn hàng đặt trước từ thứ sáu trước khi Apple chính thức ra mắt sản phẩm. Bản rẻ nhất iPhone 11 có giá 699 đô la Mỹ, chiếm 45% lượng đặt hàng. iPhone 11 Pro khởi điểm từ 999 đô la Mỹ bản iPhone 11 Pro Max rẻ nhất từ 1049, iPhone 11 Pro Max đắt nhất lên tới 1449 đô la Mỹ tại thị trường Mỹ. Theo giới chuyên môn, người dùng chuộng iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max không có gì lạ, bởi Apple đang cố tách hai phiên bản cao cấp này ra bằng cách trang bị cho chúng nhiều tính năng hấp dẫn. Chẳng hạn, hai bản đắt tiền trên có camera nâng cấp, pin lớn hơn. Thông tin dò dỉ gần đây cho biết iPhone 11 Pro Max có pin 3969 mAh, trong khi đó iPhone 11 bản rẻ tiền nhất hướng tới thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, nơi sản phẩm Apple có sứ mệnh đánh bại đối thủ Apple, là nâng cấp tiếp theo của iPhone XR. iPhone 11 được trang bị màn hình LCD và camera kép. Apple hiện không còn công bố dữ liệu đặt trước iPhone, nên các con số mà nhà phân tích Kuo đưa ra chưa được thẩm định, phải chờ tới đợt công bố doanh thu tiếp theo của Apple, số liệu này mới được xác thực.